Tuần mới với những câu chuyện mới. Tuần mới gặp gỡ những nhân vật mới. Hãy bắt đầu một tuần mới đầy hứng khởi với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng trong chương trình Chào tuần mới. Cuối năm này là thời điểm rất thích hợp để chúng ta có những chuyến đi phượt. Tuy nhiên, để có những chuyến đi an toàn và có những trải nghiệm thú vị thì phải có những kiến thức nhất định. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật của chương trình, cùng nghe họ chia sẻ những kiến thức về đi phượt. Và chắc chắn nhân vật của chúng ta sẽ có những câu chuyện rất là thú vị đấy. Đức Hải và Hà Hoa, hai vợ chồng có chung niềm đam mê du lịch phượt. Cùng những người bạn trong câu lạc bộ xe cổ Hải Phòng, hai vợ chồng anh chị đã có những chuyến đi phượt trên nhiều cung đường đẹp của đất nước, đến những điểm địa đầu của Tổ quốc. Mặc dù vậy, đã từng có thời điểm anh Hải phải thuyết phục chị Hoa cùng anh thực hiện những chuyến đi phượt. Mình đã trải nghiệm, mình đi trên các cung đường, mình thấy cái phong cảnh của đất nước mình nó đẹp lắm. Nhiều cái cảnh nó hùng vĩ, đi có thể trải nghiệm được từng cái vùng đất, từng nền văn hóa của bà con, các dân tộc thiểu số. Cũng rất là muốn là có vợ ở bên cạnh, đi cùng mình trong các chuyến đi. Ngày xưa thì khi mà chưa đi cùng anh ấy, ở nhà đấy thì thấy anh đi thì cũng trong lòng rất là buồn bực, bởi vì thực ra bản thân mình thì không thích đi chơi. Đấy, thế nhưng mà sau này khi mà anh về thì anh cũng kể chuyện là mình thấy là anh cũng rất là mình muốn mình đi cùng. Và mình cảm thấy là thay vì là mình ở nhà mình buồn như thế thì mình chọn cái cách mình đi cùng anh để cùng hai vợ chồng mình khám phá những con đường đẹp, rồi những cái phong cảnh của đất nước, rồi về có thể chia sẻ lại với bạn bè, với những đứa con của mình. Một năm thì hai vợ chồng đi với nhau thì cũng tương đối nhiều. Ví dụ vào những cái dịp mà được nghỉ dài, như dịp nghỉ 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì là sẽ kết hợp để đi một chuyến nó dài. Còn đâu là bên cạnh đó thì hai vợ chồng đi cũng rất là nhiều chuyến với nhau, ngắn ngày, cứ vào dịp cuối tuần, thứ bảy chủ nhật thì là anh em cùng anh chị em câu lạc bộ xe cổ Hải Phòng thì nên kế hoạch thì đi, cũng có hôm đi trong ngày thì đi cả gia đình, cả con cái thì cũng có thể tham gia nếu mà các cung nó ngắn ngày. Có một cái kỷ niệm mà tôi không thể quên được, đó là cái lần mà đi vượt qua cái đèo Mã Pì Lèng ở trên Hà Giang. Thì cái xe nó bị hỏng mà trời khi tối. Lúc đấy thì rất là lo sợ vì cái đèo ấy nó là một trong tứ đại đèo, nó rất là hiểm trở. Có một cái cung đường mà hôm nay trời cũng phải đến 7-8 giờ tối rồi. Một bên là vực sâu, một bên là đường, thì đường buổi tối thì xe tải nó đi rất là nhiều, không đèn đường, không trăng sao, cảm giác thót tim. Thế nhưng mà về đến cái thị trấn, đến thành phố thì cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Cái cung đường mình đã vượt qua, đó là cái sự thử thách, sự khám phá. Và đầu tiên thì mình sợ thôi, nhưng mà khi vượt qua rồi mình cảm thấy rất là sung sướng. Ngày hôm nay thì vợ chồng chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với mọi người một số kinh nghiệm khi mà đi phượt để chúng ta có một cái chuyến đi thật là an toàn và vui vẻ nhé. Thì thứ nhất là về cái thời gian và cái lịch trình là chúng ta phải chuẩn bị trước, xác định được cái điểm đến của mình và tìm hiểu thông tin về các điểm đến qua các trang diễn đàn mạng. Thì để cho chúng ta có thứ nhất là nên được một cái cung đường đi, bố trí cái thời gian đi làm sao cho nó phù hợp hợp lý. Trước khi mà chúng ta chuẩn bị cho một chuyến đi phượt đi dài ấy, trước đấy một tuần là chúng ta phải bảo vệ cho cái sức khỏe của chúng ta, không làm những cái việc nặng để chúng ta có thể là chuẩn bị cho mình một cái sức khỏe ổn định để chúng ta không bị mệt trên những cung đường. Chúng ta phải chuẩn bị về phương tiện đi lại. Đầu tiên là chúng ta phải kiểm tra về hệ thống từ máy móc trên hệ thống an toàn của xe, hệ thống phanh, xăm lốp. Bao giờ chúng ta cũng phải có chuẩn bị một số cái phụ tùng thiết bị để xử lý, để sửa xe, như kìm, tốc độ vít, rồi đồ mở buji, rồi tháo mở lốp, hoặc là đồ vá xe, rồi bơm để bơm xe khi mà gặp sự cố. Chúng ta sẽ phải chuẩn bị những cái áo gió, giày là các bạn chỉ đi những cái đôi giày thể thao có cái độ bám. Cũng đừng quên là mang những cái thuốc mà chống côn trùng, rồi là những cái khăn đa năng để chúng ta có thể vừa bịt mặt, chúng ta vừa che cổ. Vào những cái chỗ rừng sâu hay như thế nào, chúng ta cần phải những cái đèn pin, túi ngủ, rồi những cái lều ngủ. Cái quan trọng trên đường là chúng ta không được quên là áo mưa. Đi đường thì nên mặc áo mưa bộ để cho nó gọn và dễ dàng di chuyển, nó không bị vướng. Nên sử dụng những cái mũ bảo hiểm 3/4, nó vừa có độ dày dặn chắc chắn, che nắng che mưa,
rồi đi tốc độ gió nào nó cũng không bị lật. Đừng quên mang theo chứng minh thư rồi là giấy phép lái xe là những cái điều mà các bạn không bao giờ được quên. Hy vọng rằng qua những chia sẻ của hai vợ chồng chúng tôi vừa rồi thì sẽ giúp cho tất cả các bạn sẽ có một những chuyến đi thật sự là an toàn và vui vẻ.